Xin chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến kênh Nhật Báo hành Từng Giờ chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những nơi phút trải nghiệm tuyệt vời trên video. đừng quên anh những phần đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video hấp dẫn nhất đến từ kênh Nhật Báo hành Từng Giờ cập nhật mỗi ngày. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 15 tháng 10 trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng trước trận gặp Indonesia vào tối nay. Hành động của phóng viên nước bạn khiến thầy Park vô cùng tức giận. Thưa quý vị, tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng trước trận gặp Indonesia tối ngày 15 tháng 10. Huấn luyện viên Park yêu cầu tập kính, báo chí tác nghiệp thời gian đội khởi động. Tuy nhiên, khi toàn đội đang khởi động, bỗng huấn luyện viên Park phát hiện một máy quay của đài truyền hình nước chủ nhà đặt trên cao không đúng vị trí tác nghiệp. Phạm vi các phóng viên được phép hoạt động đã quy định rất rõ ràng là ở khu vực phía sau khung thành, không loại trừ tay máy đầy muốn lén thu lại bài tập chiến thuật của tuyển Việt Nam. Ông Park đương nhiên không hài lòng ra dấu cho phóng viên chủ nhà rời khỏi vị trí đó. Tuy nhiên, phóng viên này kiên quyết bám trụ. Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã phải làm việc với đại diện ban tổ chức có mặt ở sân để giải quyết sự việc. Sau khi đại diện ban tổ chức lên tận nơi yêu cầu, phóng viên Indonesia mới chịu di chuyển xuống vị trí tác nghiệp theo quy định sau khi đuổi hai phóng viên của Indonesia ra khỏi khu vực có thể ghi hình toàn bộ buổi tập chuyên môn của tuyển Việt Nam. Ông Park tiếp tục yêu cầu một phóng viên ảnh tác nghiệp sai khu vực quy định rời vị trí. Sự khó chịu của nhà cầm quân người Hàn Quốc khiến ban tổ chức sân phải đáp ứng những yêu cầu của ông. Nếu với các phóng viên Việt Nam, chuyện tôn trọng những quy định tác nghiệp của huấn luyện viên đề ra trở thành rất bình thường, thì với những phóng viên Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, nhà cầm quân người Hàn Quốc rất khắc khe. Điều này giúp ông luôn nhận được sự ủng hộ từ báo chí Việt Nam mỗi khi cùng tuyển Việt Nam thi đấu quốc tế. Indonesia lộ bài đấu Việt Nam không qua được Thể Park. Indonesia lộ bài trước trận tiếp tuyển Việt Nam với lối đá dựa trên thể lực và khai thác tối đa các pha bóng bổng. Trận chiến thể lực. Thưa quý vị, Indonesia khởi đầu giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 ASEAN Cup 2023 với 3 trận thất bại liên tiếp, nhận đến 11 bàn thua. Vì thế, trận đấu với tuyển Việt Nam ở Bali rất quan trọng với Indonesia vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 10, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của huấn luyện viên trưởng Simon McManamy. Để tìm kiếm điều tích cực, Indonesia buộc phải thay đổi. Trong đó, điểm nhấn mà ông McManamy hướng đến là hàng thủ, cụ thể là vai trò trung vệ. Trong tay nhà cầm quân người Scotland hiện có 4 trung vệ, gồm Jento Basna, Hansabu Yaba, Manahati Lesusen và Atovio Dutra, người vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch. Thời gian qua, danh tô Basna và Manahati là cặp trung vệ yêu thích của Mark Manemi, nhưng hiện tại ông có thể sử dụng Otavio dù cầu thủ này chỉ có 3 ngày tập luyện với đồng đội mới. Ở giải vô địch Indonesia 2019, Manahati chủ yếu đá tiền vệ, chính vì thế anh nhiều khả năng phải nhường chỗ cho Otavio, đá cặp trung vệ cùng Basna. Dựa trên các thử nghiệm, có thể thấy Sofia Zufiadi và Evan Dimas được chọn lựa trở thành cặp tiền vệ trung tâm của Indonesia. Rico Zimansuntak và Dendi Santoso, người vừa ra mắt ở trận UAE là hai tiền vệ cánh. Sự bố trí này dựa trên nền tảng 442 đồng nghĩa với việc ông Park Manami quyết kéo tuyển Việt Nam vào cuộc chiến về mặt thể lực, đặc biệt là tranh chấp ở tuyến giữa. Khai thác bóng bổng Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 10, ông Park Manami xác nhận điều ông lo lắng nơi ngoại binh Otavio là kinh nghiệm khi cầu thủ 34 tuổi này chưa hoàn toàn quen với đội. Nhưng khi cần bảo hiểm để tìm đột biến, trung vệ người gốc Brazil được xem là giải pháp quan trọng. Ông Mark Manemi tuyên bố, Otavio giàu kinh nghiệm ở cấp câu lạc bộ mang đến sự cạnh tranh cho đội. Cậu ấy mạnh mẽ, sở hữu chiều cao lý tưởng, điều mà Việt Nam không sẵn được. Có thể thấy ông Mark Manemi chấp nhận bảo hiểm dùng Otavio để tăng sức chiến đấu và khai thác tối đa các pha cố định, phạt gốc, và gián tiếp để tận dụng chiều cao 1m90 của anh. Trong sự nghiệp ở giải Indonesia, Otavio nổi tiếng ở khả năng ghi bàn. Trừ năm 2015, hầu như không đá vì chấn thương. Mùa nào anh cũng lập công. Cá biệt là 10 bàn ở mùa giải năm 2013, một con số khó tin với cầu thủ đá trung vệ. Otavio có chiều cao vượt trội trước tuyển Việt Nam. Hơn nữa, Đặng Văn Lâm không thực sự giỏi trong các pha phán đoán bóng bổng, nên Indonesia quyết khai thác điểm này. Trận này, Stefano Bali gần như chắc chắn đã chính để thực hiện các pha đá phạt. Cầu thủ 29 tuổi này hoạt động lùi phía sau Beto, thường xuyên rót bóng vào vòng cấm. Beto không phải mẫu tiền đạo cao lớn, Tiền đạo gốc Brazil khiêm tốn với 1m75 nhưng tương đối giỏi trong không chiến và tranh chấp rất mạnh mẽ. Để phát huy tối đa lối đá bóng bổng, ông Bắc Medemi bố trí hai hậu vệ cánh Gavin Quan và Ricky Firing. Đây là những cầu thủ có tốc độ, đồng thời có nhiệm vụ kèm trọng hoàng và đoàn văn hậu của tuyển Việt Nam. Indonesia đang ở đường cùng, quyết tâm là tất cả để giành điểm, nên điều cần thiết nhất với tuyển Việt Nam là yếu tố tâm lý. Đây vốn là điểm mạnh của huấn luyện viên Paul Hanser. Làm chủ tâm lý cũng đồng nghĩa các tuyển thủ Việt Nam thừa sức để vượt qua Indonesia. Cổ động viên Indonesia dự đoán đội nhà thảm bại trước đội tuyển Việt Nam. Nhận định trước trận Việt Nam với Indonesia, người hâm mộ xứ vạn đảo cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Park Menabe sẽ thua đậm rồng vàng. Thưa quý vị, người hâm mộ Indonesia đang rất lo lắng cho số phận của thầy trò huấn luyện viên Park Menabe khi phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Không ít cổ động viên nhận định đội chủ nhà sẽ thảm bại trước rồng vàng. Cổ động viên Jimmy Staffan cho rằng đồng quân của huấn luyện viên Park Manabe sẽ trở lại đầy mạnh mẽ sau 3 trận thua. Anh dự đoán đội tuyển Indonesia sẽ giành chiến thắng 2-1 với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nữ cổ động viên Ahunin lập tức phản bác và nhận định đội chủ nhà sẽ thảm bại trước đồng quân của huấn luyện viên Paul Honser với tỷ số 0-10. Cổ động viên Riyan Maulana cho rằng các cầu thủ của huấn luyện viên Mark Menemi sẽ thi đấu tốt và có được hai bàn thắng ở trong hiệp 1. Tuy nhiên, Riyan nhận định đội tuyển Indonesia sẽ bị vỡ trận trong hiệp 2 và để đội tuyển Việt Nam ngược dòng với tỷ số 5-2. Cổ động viên Danny viết, Đội tuyển của chúng ta đã gây thất vọng và để thua ở 3 trận đấu đầu tiên, chắc chắn họ sẽ tiếp tục thua thêm trận thứ tư bởi đối thủ chính là Việt Nam, một kết quả không thể tồi tệ hơn. Cổ động viên Andik Anbucharyway viết, dù kết quả trước Việt Nam có ra sao, thì Simon McManamy cũng nên bị sa thải. Tôi muốn chúng ta sẽ có một huấn luyện viên đẳng cấp ở AFF Cup năm sau, mong Luis Mila quay lại. Cổ động viên Wisaka viết, không có gì thay đổi, Indonesia sẽ tiếp tục thua. Điều này xuất phát từ sự yếu kém của Liên đoàn bóng đá Indonesia và huấn luyện viên. Tôi chắc chắn Indonesia sẽ thua 0-4 trước Việt Nam bởi chúng ta không có gì ngoài một huấn luyện viên giá rẻ. Báo chí quốc tế nói gì trước giờ ri của trận đấu đội tuyển Việt Nam với Indonesia? Trước thêm trận đấu, trong khi báo chí Indonesia liên tục sai nhất cử nhất động của đội tuyển Việt Nam, thì báo giới châu Á lại đưa ra những phân tích cảnh báo tuyển Indonesia có thể sẽ phải tay trắng trước vị khách Việt Nam nếu vẫn tái diễn hai yếu huyệt trong lượt trận bản tri, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Báo Hàn Quốc tin tưởng, thầy Park cùng tuyển Việt Nam đều được nở nụ cười chiến thắng. Thưa quý vị, trước hiệu số ghi bàn của tuyển Việt Nam, 8 bàn trên 9 trận, giới truyền thông Hàn Quốc cũng bày tỏ sự lo ngại dành cho huấn luyện viên Park seo bởi nếu phân tích cụ thể, kết quả ghi bàn này là khá thấp, đặc biệt là chân số chủ lực công phượng trong 2 tháng vừa qua đều quen thuộc và an toàn với ghế dự bị. Song cùng lúc này, cái tên Quang Hải chính là điểm sáng được trông chờ có thể giúp Việt Nam viết tiếp giấc mơ World Cup. Thể thao Hàn Quốc nhận định, tuyển Việt Nam nằm ở bảng tri được xem là một bản đấu tử thần. Vì thế, điều quan trọng là làm sao thầy trò huấn luyện viên Park sơ phải kiếm được càng nhiều điểm càng tốt. Trong trường hợp xếp nhị bảng chung cuộc, tuyển Việt Nam sẽ phải chờ sao hiệu suất với các đội xếp nhị khác. Chỉ có 4 trên 8 đội xếp nhị lấy được vé đi tiếp vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Điều đó càng thôi thúc ông Park cùng tuyển Việt Nam phải lấy trọn 3 điểm trước Indonesia hôm nay. Đây là một trận đấu đáng trông đợi. Tuy nhiên, gạt bỏ tất cả những điều trên, trong bài viết nhận định trước giờ tri, báo chí Hàn Quốc tin tưởng hôm nay cả huấn luyện viên trưởng Bento, tuyển Hàn Quốc gặp Triều Tiên lúc 15 giờ 30 và thầy Park cùng tuyển Việt Nam đều nở được cười chiến thắng. Indonesia thua 3 trận liên tiếp để thủng lưới 11 bàn sẽ bị tuyển Việt Nam đánh bại. Điều quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Park hang là duy trì chiến thắng để lấy trận 3 điểm trước Indonesia khi mà hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thái Lan với UAE đấu nhau chỉ sau 30 phút. Đánh giá thêm vì lý do nhất định phải thắng của tuyển Indonesia, truyền thông Hàn Quốc cho rằng những thành tích toàn thua của Indonesia chính là mấu chốt quan trọng để thầy Park cùng các học trò cố gắng trong trận đấu này. Việc Indonesia để thua 3 trận liên tiếp, nhất là trước Malaysia 2-3 và Thái Lan 0-3, đều trên sân nhà, có thể là thời cơ cho tuyển Việt Nam. Hơn nữa, các đối thủ cạnh tranh vé trực tiếp với Việt Nam là UE và Thái Lan đều lấy trọn 3 điểm trước Indonesia, nên thầy trò huấn luyện viên Paul Sơ càng có lý do phải thắng. Tờ Indosport, sai lầm Indonesia không nên mắc phải là sự bất cẩn trong khu vực phòng thủ. Thưa quý vị, theo trích dẫn của tờ Indosport, từ kênh truyền thông thể thao lớn nhất châu Á Foxport Asia, sai lầm thứ nhất mà Indonesia không nên mắc phải là sự bất cẩn trong khu vực phòng thủ. Trong khi đó, Quang Hải lại chính là người đã từng khiến Malaysia phải trả giá đắt về phút chốc chủ quan của hàng thủ nhận định thêm về tuyển Việt Nam, tờ Indosport cho rằng Việt Nam sở hữu các cầu thủ hàng công nhanh dạy và giàu tài năng, do đó có thể tận dụng rất nhanh những khoảng trống nhỏ để ghi bàn. Điều này đã được thể hiện trong trận Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận ngày 10 tháng 10 thuộc bản tri. Không dừng lại ở đó, cũng theo Foxbox Asia, siêu phẩm bàn thắng do Nguyễn Quang Khải tạo ra được thực hiện ở tình huống trung vệ Saronsat của Malaysia, chỉ một chút lơ là trong việc đeo bám khi cầu thủ Việt Nam nỗ lực đón bóng từ pha chuyền dài của hậu vệ Quế Ngọc Hải. Ngoài ra, sai lầm tiếp theo của Indonesia được tờ này nhận định chính là thủ môn liên tục mắc sai sót trong việc phán đoán và đọc đường đi bóng. Sai lầm thứ hai cần tránh, trong đó cụ thể đối với thủ môn, những thủ môn của Indonesia liên tục mắc sai sót trong việc phán đoán và đọc đường đi của bóng. Trận Việt Nam và Malaysia cũng xảy ra tình huống tương tự mà đội khách suýt phải trả giá bằng bàn thua thứ hai. Đó là thủ môn Farizon Malias của Malaysia đã lao lên không cần thiết và thiếu chính xác, nhưng may mắn thay cuối chức điểm của tiền đạo Nguyễn Anh Đức lại đưa bóng chạm người hậu vệ Sarosat. Indosport trích dẫn phân tích của Foxbox Asia. Trước đó, tờ Indosport từng đưa ra phân tích cho rằng Indonesia kém hơn rất nhiều so với hai đối thủ UAE và Việt Nam. Hai trận đấu sắp tới không dễ dàng một chút nào với đội tuyển Indonesia. Về sức mạnh, UAE và Việt Nam có những phẩm chất cho thấy còn nhỉnh hơn so với Malaysia và Thái Lan. Việt Nam vượt trội về yếu tố kỹ luật, chiến thuật và cả tốc độ. Trong khi đó, UAE rất mạnh về kinh nghiệm và thể lực. Bằng chứng là UAE thắng Malaysia 2-1 ngay trên sân khách, còn Việt Nam có trận hòa 0-0 trước Thái Lan. Trong khi đó, suốt những ngày qua, truyền thông xứ vạn đảo Indonesia lại rất tích cực lùng sục các đầu báo Việt Nam, bao gồm cả trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF để thu nhập thông tin về thầy trò huấn luyện viên Potter. Theo đó, toàn bộ các thông tin từ việc tập luyện của thầy trò Potter đến tình hình chấn thương của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh hay những phát ngôn của các cầu thủ Việt Nam đều được báo chí Indonesia đăng tải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay like và share. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh bên dưới để hộ trái và để nhận được những thông báo mới nhất khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.